Bạch Tuyết official ạ. Tài năng rồi. Chút lụt vậy. Cũng không có lụt lắm đâu. Moments later. Này, mời chào anh Thái Công. Em là Bạch Tuyết ạ. Bạch Tuyết official ạ. Cháy cơm ạ. Chưa kịp làm dầm quả trứng ra ấy, trộn vào ấy.
bây giờ làm lại đúng không anh? Cái này em ăn cùng với cả cơm hay là ăn một mình nó hả anh? Cái chén này 4 triệu. Cái này 11 lần 11 triệu. Còn cái này 5 triệu, hơn 5 triệu này. Nói chung là toàn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu thôi. Có cả loại 11 triệu nữa. Thì tí nữa mọi người có thể được xem hàng thật luôn. Phương ăn xong thấy sao? Thấy ngon ạ. Đồ đẹp ạ. Được cái là đắt đúng không? Đồ đấy được cái là đắt. Khỏi lo về giá, đảm bảo là đắt rồi. Hôm nay cảm ơn. Ăn chung tại nhà Thái Công thu lượng nó rất nhiều ảnh các kiểu sống hàng. À, được một đoạn video, được nói chuyện cùng với anh Thái Công. Chụp ảnh quen Thái Công và ăn xong một bữa no nê, uống hết cả nước, cảm thấy rất vui. Thì nói chung là hôm nay đã thu được còn quá nhiều thứ như thế, và sau khi ăn xong thì tức là chúng mình phải đi làm rồi ạ. Chúng mình phải đi làm. Hẹn gặp lại mọi người và những buổi đi chơi tiếp theo nhé.